hôm nay chúng ta trả lại cho Hoàng Nguyên cái vinh quang và tự hào đã có cách đây một thế kỷ. Một nơi đầy kỷ niệm, một truyền thống đáng tự hào, một mảnh đất vô cùng linh thiêng. Đó là lời chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong ngày lễ khởi công xây dựng Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, phân khoa triết học và lớp tu đức tại giáo xứ Hoàng Nguyên. Thánh lễ và nghi thức được diễn ra vào lúc 9:30 ngày 26 tháng 12 năm 2022. Theo lịch sử của Tổng giáo phận Hà Nội, Hoàng Nguyên được mọi người biết đến với một cái tên gắn liền với lịch sử của giáo xứ, đó là Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên. Năm 1904, Tiểu chủng viện bị phóng hỏa. Việc tái thiết những công trình bị cháy được xây dựng lại theo phong cách mới, số lượng học sinh lên tới 200 người. Sau những biến cố lịch sử, Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên còn tiếp tục hoạt động cho tới năm 1949 thì đóng cửa. Và từ năm 1950, Tiểu chủng viện được đưa về Hà Nội và Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên chính thức đóng cửa từ đó. Vào năm 1971, nhà nước đã trưng dụng Tiểu chủng viện làm trường học. Ngày 23 tháng 10 năm 2006, nhà nước đã giao lại 14.087 m² cho Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Với thao thức trở về với cội nguồn đã được các bề trên chọn làm nơi đào tạo các linh mục. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse đã ký quyết định hợp nhất các cơ sở đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất tại giáo xứ Hoàng Nguyên. Hiện diện trong lễ khởi công hôm nay có cha Tổng đại diện Anton, cha giám đốc và phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý thầy chủng sinh, quý sơ và anh chị em giáo xứ Hoàng Nguyên. Cách riêng, ngày lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Tuấn cùng với các thành viên của Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội. Trước khi bước vào nghi thức làm phép, cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, chính xứ Hoàng Nguyên, đã đọc lịch sử về sự hình thành và phát triển của Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên. Sau lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Giuse về những dấu ấn thiêng liêng in đậm nét lịch sử tại mảnh đất Hoàng Nguyên, cha thư ký Gioan Nguyễn Văn Toàn đọc văn bản quyết định bổ nhiệm ban kiến thiết của công trình xây dựng Đại chủng viện phân khoa triết học và lớp tu đức tại giáo xứ Hoàng Nguyên. Theo đó, 1. Cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, trưởng ban đại diện pháp lý và chịu trách nhiệm về vật tư. 2. Cha Giuse Nguyễn Văn Tuấn, tổ chức và giám sát thi công hiện trường. 3. Cha Thomas Nguyễn Xuân Thủy, đặc trách tài chính. 4. Cha Bruno Phạm Bá Quế, giám sát thiết kế và chất lượng xây dựng. Nghi thức làm phép được bắt đầu với lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần với ước nguyện xin Ngài thánh hóa và chúc lành cho công trình xây dựng được diễn tiến trong ân sủng và bình an. Chia sẻ về việc lựa chọn Hoàng Nguyên là nơi tái thiết Đại chủng viện, Đức Tổng Giám mục Giuse đã nhấn mạnh. Nơi đây là mảnh đất linh thiêng, các vấn bề trên đã chọn lựa để làm nơi đào tạo. Bởi vì nơi đây thiên nhiên và con người đều phù hợp với công trình đào tạo các linh mục tương lai của Tổng giáo phận. Sau lời nguyện xin Chúa Thánh hóa, Đức Tổng Giám mục Giuse đã dày nước thánh và làm phép khu đất. Kết thúc nghi thức, cộng đoàn cùng tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ kính thánh Stefano Tử Đạo Tiên Khởi do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự. Chúng ta hợp lời cầu nguyện và chung tay góp sức cho công trình xây dựng cơ sở đào tạo linh mục của Tổng giáo phận sớm được hoàn thiện trong ân sủng Chúa.